bảy không đã a à, a à. học không phân rõ lần thứ mấy bị mũi khoan đâm thủng rồi đau quá chuyện này lúc nào mới kết thúc nhổ ra cũng đã một tiếng rồi thượng giới còn chưa phái người xuống cứu ngươi xem như hoàng tử như ngươi làm cũng khá thất bại rồi hay là lực đạo hành hạ ngươi không đủ thêm mấy vạn cái mũi khoan thử vậy phu quân là thật không phải ảo giác chàng còn sống ký chủ trong lĩnh vực kiểm tra được thiên kiêu chuyển xin lỗi dọa nàng rồi sau này sẽ không như vậy nữa. Ừm, sinh linh vạn vật, sư phụ đại nhân. Người vừa rồi thật sự quá ngầu, ha ha, thật sự chính là thiên thần hạ phàm. Ôi, va chạm, tiền bối thật là quá mạnh rồi. Phu quân, khủ khủ, xem ta kìa, ta khen mất giới thiệu cho nàng, cô ấy là đồ đệ của ta Linh Bảo Nhi. Ta không cam tâm, có nữ nhân xấu câu dẫn sư phụ hù hù. Cảnh giác, phu quân, sư phụ, buộc phải cho ta một lời giải thích. Bình, bình tĩnh nào, đều là người mình sống cùng một nhà đều giải quyết ROI. Châu chủ còn có mặt này, hoàn toàn khác với lúc chém tiên vừa rồi. Không giấu gì ngươi, ta nhìn thấy dáng vẻ tràn ngập sắc khí đó của châu chủ vừa rồi, căn bản nghĩ không ra hắn cười sẽ như nào. Làm lại chuyện đó vậy mà còn có dáng vẻ không sao cả. Ồ, cuối cùng cũng tới rồi sao? Đây là bát tinh Phật chỉ của vực chủ, một ngón tay thì có thể dễ dàng hủy diệt mấy chục giới vực hạ giới. Tương đương một kích nghiêm túc của tiên tôn, người hạ giới, người tìm chết. Ha ha, vực chủ, tới cứu ta rồi. Ha ha, vực chủ muốn giết ngươi, một ngón tay là đủ rồi, Trần Trường An đi chết đi. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem một ngón tay của ngươi mạnh hay là ta mạnh. Cái quái gì mà ngay cả ngón giữa cũng không so được. Oa, sư phụ đại nhân lợi hại nhất, lên, giết bọn họ. Người thượng giới các ngươi đều thích làm rùa rụt cổ như vậy sao? Chỉ dám cách giới vực công kích ta, không dám trực tiếp hiện thân sao? Hay là nói, các ngươi sợ rồi? Trần Trường An, đủ rồi. Ta biết ngươi hiện nay có địch ý rất lớn đối với tiên nhân của thượng giới. Nhưng thượng giới không chỉ có những tiên nhân CEO bậc tiên vương tiên hoàng như chúng ta, còn có sự tồn tại mạnh hơn nhiều. Nếu không phải giới vực cửu châu có pháp tắc bảo vệ, tiên nhân mạnh hơn không thể tùy tiện hạ giới thì đâu thể để mặc ngươi HOCH hách ở đây. Nếu thật sự chọc điên bọn họ, ha ha, à, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta nói ngay mà, ta hành hạ thí thiên lâu như vậy, tiên nhân thượng giới lại không có ai dám hạ giới, thì ra là do pháp tắc. Thiên đạo ngươi tới, cha, mời dặn dò, ta muốn sửa đổi pháp tắc của đại lục đặc biệt là điều tiên nhân hạ giới này giới vực cửu châu thiên tiên cấm đi cha điều này tuyệt đối không dùng được cơ thể nhỏ bé của tiểu thiếp thân không chịu nổi một tiên nhân có thể bỏ qua sự áp chế của pháp tắc tự do hạ giới hai giới vực cửu châu không hạn chế tiên lực của tiên nhân ba tiên nhân có thể phát huy thực lực đỉnh phong như vậy tiên nhân hạ giới sẽ không có bất cứ trói buộc nào nữa rồi giới vực cửu châu tiên nhân có thể vào giới vực bỏ đi cha vui là được không cần quan tâm sống chết của ta hắn sao dám châu chủ ngài bỏ đi hủy diệt đi trái tim mệt rồi mau lên mình hiểu rồi trần trường an sớm đã có ý muốn giết hết toàn bộ tiên nhân để đổi lại hạ giới mãi mãi bình yên mình dẫn tiên nhân hộ đạo tấn công vân châu giết phân thân của hắn tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà hắn bố trí từ trước nhằm vào tất cả tiên nhân trần trường an thật sự quá đáng sợ dồ điên cái đồ điên nhà ngươi ta đến cầu tiên quả mà sao lại khó hơn lên trời thế ấn kỵ hộ đạo của thiên kiêu giang gia nàng ta là đệ nhất thiên kiêu của Giang gia. Không ngờ nàng ta sớm đã ẩn nấp ở bên cạnh Trần Trường An, hơn nữa mình cảm nhận được cửu châu đỉnh ở trên người nàng ta. Xem ra Trần Trường An rất tin tưởng nàng ta, chưa từng nghi ngờ sự tồn tại của nàng ta. Hiện nay phân thân của nàng ta chuyển thế hạ phàm, chỉ cần nàng ta tìm được cơ hội tự mình phân tán phân thân thì có thể mượn công pháp của mình truyền tống cửu châu đỉnh về bản thể. Tuy thần hồn sẽ bị tổn thương, nhưng lúc đó cửu châu sẽ là của Giang gia chúng ta, bên nào nặng bên nào nhẹ không thể không hiểu, bây giờ chỉ xem nàng ta sẽ vào lúc nào phân tán phân hồn ngay cả mình cũng không thể lập tức nhận ra nàng ta trần trường an dù cho ngươi thông minh hơn nữa cũng không thể nào ngờ được tất cả cửa truyền thống dung hợp rồi cửa truyền thống lớn như vậy tiên nhân của thượng giới chắc cá hôn sẽ xuống toàn bộ bỏ đi hủy diệt rồi ta nằm thẳng đây các ngươi mau nhìn kiểm tra được tiên nhân tu vi tiên tôn ngũ trọng hạ phàm mới ký chủ mau chóng tiêu diệt chỉ có một người bước ra ta là gia chủ của giang gia giang ngưng nhiên trần trường an ngươi rất khiến ta bất ngờ đã tạ lời khen làm ra trận thế lớn như vậy chỉ có một mình ngươi hạ giới sao? Xem ra những người khác của thượng giới cũng nhìn thấu ta rồi. Phải vậy nên ngươi không cần cảnh giác như vậy, ta không ra tay, nhưng muốn bình tĩnh nói chuyện với ngươi trước. Có thể ép thiên kiêu của thượng giới ta bất đắc dĩ cầu chúng ta giúp đỡ, điều này khiến ta không thể không cảm thán hạ giới thật sự có nhân tài. Trừ Phong khởi vân đó, ngươi là người hạ giới thứ hai xoay chúng ta vòng vòng. Khi ta bước ra khỏi truyền tống chợt, vốn muốn trực tiếp loại trừ ngươi rồi hủy diệt giới vực cửu châu này, có điều sau khi nhìn thấy ngươi thì ta thay đổi chủ ý ta quyết định thu ngươi vào tiên địch trở thành đệ tử nội môn của giang gia ở tiên vực huyền vũ ta cho ngươi nhiều lợi ích hơn chúng ta cũng sẽ hứa không tiếp tấn công cửu châu cửu châu này thuộc về riêng ngươi ngươi sẽ là chủ nhân của giới vực cửu châu này ngoài điều này ra chúng ta sẽ mở ra còn đường phi thăng của thượng giới và hạ giới để tu sĩ của cửu châu các ngươi có thể phi thăng trở nên mạnh hơn mà ngươi chỉ cần đồng ý yêu cầu của ta là được phi mụ già thối còn vẽ bánh to với lão tử ta sao có thể tin lời một người bề trên bồi dưỡng ra kẻ xâm nhập tàn bạo như này nói chứ ngươi nghĩ ta ngu à nhìn không ra sát ý của ngươi đối với ta muốn khai chiến thì đừng làm màu, lão tử không chúng chưa đâu ngay từ đầu thì đã không tồn tại công bằng và hòa giải ha tiếc nuối trần trường an quá mức tự đại là phải trả giá ngươi có biết sự khác biệt của thượng giới và hạ giới là tinh hà và cắt bụi không người hạ giới có mạnh nữa cũng ỉ vào giới vực giới vực một khi tiêu tan vậy thì người hạ giới cũng sẽ chết theo nếu đã không có được vậy thì hủy diệt đi đại lục cửu châu lôi châu bên ngoài lĩnh vực cơn giận của tiên nhân giáng xuống trừng phạt diệt thiên cửu châu sụp đổ bách tính vạn niệm câu diệt tại sao lại biến thành như này nhà của ta hu hu tại sao không còn nữa đại lục cửu châu quảng châu bên ngoài lĩnh vực chạy tiên nhân muốn giết chết chúng ta chúng ta chạy tới chân trời góc bể cũng vô dụng ta mới vừa lấy được vợ ta không muốn chết chúng ta chết chắc rồi không ai có thể ngăn chặn được tiên nhân đại lục cửu châu biên giới vân châu nơi đó không có suo đổ mau tới nơi đó cứu mạng Tại sao chỉ có nơi này là an toàn? Có thể là vì ở bên cạnh của châu chủ, một mình châu chủ đang bảo vệ mọi người chúng ta. Tít cảnh báo, xin ký chủ lập tức giải quyết công kích tới từ bên ngoài lĩnh vực ngăn chặn cử châu liên tục su đổ. Nếu không căn cơ của lĩnh vực vô địch cũng sẽ chịu sự tổn hại. Xin ký chủ lập tức giải quyết. Giải đây những công kích này đều là truyền tống từ thượng giới xuống, không tìm được đầu nguồn thì không thể khắc chế. Cho dù trong lĩnh vực không có gì đáng ngại nhưng trung quy vẫn là một rắc rối lớn e là đã sử dụng vài bảo vật nào đó khiến tiên nhân của thượng giới có thể thi triển thuật pháp từ khoảng cách xa thoải mái tấn công hạ giới phu quân không được thi dẫn mà người trốn vào thế giới giới tử mạng sống quan trọng nhất những chuyện còn lại chúng ta sau này từ từ lên kế hoạch trần trường an chúng ta từng cho ngươi lựa chọn là bản thân ngươi đi vào đường cụt đó là toàn sở sao thì ra là vậy như vậy dễ xử lý rồi bây giờ không những ngươi sẽ chết ngay cả cửu châu cũng sẽ không tồn tại nữa ta biết ngươi ở hạ giới gần như vô địch nhưng muốn đấu với trời Ngươi còn quá non. Cái. Hự a a mắt của mình vậy mà không theo kịp tốc độ của hắn. Trần Trường An. Khụ. Ngươi có lợi hại nữa cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Tiên bảo của tất cả tiên nhân đều nhắm chuẩn vào cửu châu. Cửu châu vẫn lạc đã là điều tất nhiên. Ta hỏi. Ngươi trả lời. Nói sai. Chết. Trên trời là những ai? Đang ở nơi nào? Dùng bảo vật gì ra tay với cửu châu? Đừng phí lời. Nếu không cho ngươi đi xuống. Treo một hàng với hắn. Ha. Ngươi nghĩ ta sẽ phạm sai lầm ngu xuẩn giống như thí thiên hay sao? Chân thân hạ giới chỉ có loại đầu ngu như hắn mới làm ra. Muốn giết ta ta còn chuẩn bị đại lễ cho ngươi đó. Trần Trường An thiên kiêu của Giang gia ta dẫn đi, vẫn phải cảm ơn, cửu châu đỉnh của ngươi a a, sư phụ. Sư phụ tiểu nương tử của người đang biến mất. Trong đầu đột nhiên truyền vào rất nhiều ký ức xa lạ, qua người đang gọi ta sao? Ta hình như không phải là người của thế giới này, nhưng ta không hề muốn trở về nơi đó. Trong suốt phu không nỡ. Quân, sư phụ bây giờ phải làm sao? cửu châu sắp sập rồi, giang toàn sở cũng biến mất rồi. Cửu châu đình của người có phải vẫn ở trên người cô ấy không? Vậy chẳng phải nó biến mất cùng với cô ấy hay sao? Tiên bối, vẫn chưa xong đâu. Tiên nhân, tiên giới, tiên vực huyền vũ. Trần Trường An này quả nhiên rất lợi hại, khó trách lại tổn thất nhiều thiên kiêu như vậy, nếu không phải phân thân của mình hạ giới. Hư hư, không ngờ cửu châu vậy mà xuất hiện một nhân vật phiền phức như vậy. Thiên kiêu đại điện ha ha, ta đánh sập ngọn núi đó rồi. Các người đều không được xem ta mau nhìn thành trấn đó là ta săn bằng giang gia chủ trở về rồi sao như thế nào đụng phải tên khó nhai rồi nhỉ đã nói sớm kiến của hạ giới không đáng để chúng ta thu nạp giết từ sớm đỡ lắm chuyện thánh võ tiên tôn không đáng vậy các ngươi bây giờ là đang làm gì một đám cao tầng của tiên vực huyền vũ nhiều vị tiên tôn ở đây cầm trí bảo của mình áo chế một hạ giới còn con lẽ nào không phải vì kiêng kỵ trần trường an sao liên hệ giữa thượng giới và hạ giới đã đứt bao lâu rồi nếu trần trường an có thể đi lên lão tử đi bằng đầu ha ha chúng ta sẽ sợ hắn sao đừng làm người ta cười chết hắn cũng là dựa vào uy thế của địa vực để chúng ta gặp được nhất định bắt hắn quỳ xuống làm chó ha ha hắn trọng thánh thiên kiếm của tiên tôn tội đáng muôn chết nếu hắn không có vì cử chây mà hủy diệt ta sẽ hạ giới lóc xương lột da của hắn ta nhìn thấy rõ ràng trần trường an lợi dụng đại đạo thay đổi pháp tắc của cử châu cho chúng ta sự thuận tiện to lớn chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể hạ giới giết hắn có điều nói đi cũng phải nói lại giang toàn sở thiên kiêu của giang gia các ngươi và cửu châu định xử lý như nào a à a à cứu ta với cấu kết với người hạ giới vậy mà còn thành hôn với hắn truyền ra ngoài mặt mũi của tiên vực huyền vũ chúng ta đều mất sạch rồi như thế này lẽ nào giang gia chủ muốn để mặc không quản sau chuyện này thông báo cho huyền cơ các giang toàn sở chuyển thế hạ giới xuất hiện sơ xuất ảnh hưởng sâu sắc theo lý nên chịu phạt đợi nàng ta tỉnh lại thì dùng thiên lôi trừng phạt đánh một nghìn lần vào bản thể linh hồn sống hay chết xem tạo hóa của nàng ta trước lúc đó phải dùng bí pháp của Giang gia lấy ra cửu châu đỉnh này trước đã. Gia chủ đã dựa theo căn dặn của người sử dụng bí pháp trước, khi phân hồn của Giang Toàn sở truyền về thì sẽ truyền cửu châu đỉnh về chung. Ừ, nàng ta tỉnh lại chưa? Nàng ta bị cưỡng chế triệu hồi phân hồn chịu tổn thương nặng, sợ rằng một chốc một lát khó tỉnh lại. Giang gia chủ, chúng ta cũng chơi đủ rồi, trực tiếp hủy diệt cửu châu đi. Hủy cái đầu ngươi, cửu châu đỉnh cũng lấy được rồi, ta hoàn toàn có thể hút năng lượng của giới vực cửu châu nuôi dưỡng con cháu của Giang ta, cho tới khi năng lượng của giới vực cạn kiệt điều này đối với hạ giới và trần trường an không phải cũng là một loại hành hạ sao trong đỉnh hình như có thứ gì đó tiên đạo chân giải sinh linh vạn vật vì mẹ kiếp ngươi làm cái gì thế phụt kẻ nào bát âm dương lưỡng nghi mở các người lùi lại trước mặc kệ hắn là thứ gì tất cả đều phải chết cho ta hự huyền quang bảo kính tên này từ đâu ra vậy mà biến thiên kiêu đại điện của ta thành như đám tiên nhân thỏ đế các ngươi chơi cái gì cũng đòi chơi với ta đi. Ngươi ngươi, loại, loại cảm giác áp bức này. Tiên đế, Trần Trường an ngươi tại sao có thể tới thượng giới? Lần này đổi phân thân không có giảm giá, trừ 100 triệu điểm lĩnh vực, đổi phân thân cấp bậc tiên đế, ký chủ, mời hưởng dụng. Lần này đổi phân thân không có giảm giá, trừ 100 triệu điểm lĩnh vực, đổi phân thân cấp bậc tiên đế, ký chủ, mời dùng. Tiên đế của cả huyền võ tiên vực này như phụng ma lân giác, ý nói hiếm có và cao quý, sao có thể đột nhiên xuất hiện một tiên đế? Không thể nào, chúng ta một đời không thể bước tới bậc cửa của nó. Hạ giới này sao lại có thể có người? Đây chính là thực lực thật sự của hắn sao? Sao hả? Tiên đế rất hiếm sao? Chỉ là tiên đế mà thôi, chỉ cần ta muốn, cho dù là chủ tiên vực, ta muốn làm thì làm thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên ngu dân hạ giới, không xứng nhắc cái tên húy này. Chúng tiên gia đừng hoảng, chúng ta nhiều cường giả như vậy còn sợ hắn sao? Các ngươi tốt nhất đừng có sợ, vậy ta lại hỏi các ngươi. Giới vực hạ giới với các người mà nói là gì? nghĩ kỹ rồi hãng trả lời trả lời sai ta sẽ diệt tiên giới này cử cửu châu và tất cả hạ giới đều như nhau đều chỉ là nguồn năng lượng tiến dai giống như xúc sinh xúc sinh đợi chết nếu như phản kháng thì phải chấn áp triệt để sau đó giết chết không coi chúng ta là người sao ta rốt cuộc đang mong chờ cái gì chứ ngươi trả lời rất hay lần sau đừng trả lời nữa nhé dinh chúc mừng ký chủ chảm sát tiên hoàng ngũ trùng thưởng một nghìn vạn điểm lĩnh vực ta thật sự cảm thấy kỳ lạ các ngươi rốt cuộc lấy cảm giác ưu việt đấy đâu ra cung điện vẫn chưa lớn như phi tiên sơn của ta quả tiên thụ kết cũng không hữu dụng nếu không người của các ngươi cũng không cần tới chỗ ta cầu quả đây chính là thiên giới mà vô số nam chính sảng văn tranh nhau suốt đầu mẻ chán cũng muốn phi thăng sao hà ha. một đám tiên nhân nhìn cao cao tại thượng lại tự cho mình là thiên hạ đệ nhất ở cái nơi nhỏ bé này thực ra các ngươi chả là cái dám gì cả giống như bây giờ các ngươi hận ta hận tới mức nghiến răng nhưng không một ai dám xông lên chỉ bởi vì ta là tiên đế cao hơn các ngươi một đại cảnh giới, các ngươi sợ hãi, sợ muốn chết đi, một đám rác rưởi, cùng hủy diệt với tiên giới luôn đi, cmn ta không nhịn được nữa rồi, trần trường an, không thể tha thứ, a à à, xông lên báo thù cho mọi người, giết chết tên tạp chủng xuất khẩu của ngôn này đi, nên bị hủy diệt là ngươi đó, phụt, a, à, chiêu này gọi là côn pháp đánh chó, chúc mừng ký chủ trảm sát tiên tôn tam trọng, thưởng năm nghìn vạn điểm lĩnh vực. Chúc mừng ký chủ Trảm sát Tiên Hoàng Đỉnh Phong, thưởng 3000 vạn điểm lĩnh vực. Chúc mừng ký chủ Trảm sát Tiên Hoàng Ngũ Trọng, thưởng 1000 vạn điểm lĩnh vực. Mau mau đi mời các vị lão tổ tới, còn tiếp tục như vậy nữa Huyền Võ Tiên vực sẽ tiêu thật đó. Hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, Giang Toàn Sở này chính là điểm yếu của Trần Trường An, bắt cô ta ép Trần Trường An vào chỗ chết. Đừng cướp để ta, bị cướp trước rồi đáng ghét. À à, ta còn tưởng các ngươi có thể có chút máu chó xông lên giết ta, không ngờ rác rưởi vẫn là rác rưởi chỉ nghĩ tới những cách hạ đẳng. Đám ngu này, ngang nhiên ra tay với toàn sở đương nhiên sẽ bị Trần Trường An giết. Cũng may Giang gia ta có bí pháp, thần hồn của Giang toàn sở bị khống chế trong tay ta, vào thời khắc nguy cấp có thể dùng để uy hiếp. Giang gia chủ, lần này là chân thân của cô rồi sao? Ta biết toàn sở là thiên kiêu của Giang gia cô, cô nhất định có cách khống chế cô ấy. Cho nên từ lúc này trở đi, Giang toàn sở bị thương chút nào ta sẽ trả lại gấp trăm lần trên người cô. Giang gia chủ, cô phải bảo vệ toàn sở cho tốt đó hừng trần trường an ngươi bắt nạt người quá đáng ta phải bắt ngươi trả giá là kiếp vân thánh võ tiên tôn muốn cưỡng chế đột phá tiên đế cảnh trần trường an này tiêu rồi có kịch hay rồi có thể giết được trần trường an thánh võ tiên tôn có một sát chiêu dùng vào thời kỳ toàn thịnh tiên đế cũng phải nhượng bộ thánh võ thiên kiếm trần trường an thủ đoạt kiếm mối hận sỉ nhục hôm nay ta phải tính toán rõ ràng với ngươi ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì tới thế giới này chết à à. Không thể nào à à, cường hoành uy thế cỡ này, chỉ có tiên chủ mới có thể dùng ra được. Lẽ nào là thiên kiêu của tiên vực khác với thiên kiêu tiên vực chúng ta đang đánh nhau bên Zitirin sao? Sắp sụp đổ rồi, mau rời khỏi đây, mau gọi người tới cản hắn. Tân tập cung, báo, không ổn rồi lão tổ, người của cửu châu hạ giới đánh lên đây rồi. Cửu châu, có phải là cửu châu trước đó còn tuyền tin tức lên đây không? Trước là một phong khởi vân, bây giờ lại một tên nữa, cỏ tạp thì phải sớm ngày nhổ đi mới được không phải chúng ta nên quan tâm là người hạ giới tại sao có thể lên thượng giới sao lại không phải là lần đầu tiên theo ta thấy người này oán niệm cực sâu đậm nên xuất động tất cả mọi người nhanh chóng giết chết hắn làm quá lên cái gì chứ đại điện thiên kiêu có tiên tôn thánh võ lãnh minh ở dsr chế tài chỉ là chuyện sớm muộn ông sai rồi nhị trưởng lão thị lão tu kỳ môn bát quái tiên đế tứ trọng ta quan niệm được chúng tiên tôn đã vẫn lại cái gì người tới tên là trần trường an người hạ giới cửu châu có lẽ xuyên một lỗ thủng chạy tới thượng giới báo thù. Gậy ông đập lưng ông sao, bây giờ điện thiên kiêu đã bị hủy, tiên vực chúng ta không thể đoạt lấy giới vực hạ giới được nữa rồi. Ngũ trưởng lão thí vỏ, tu công pháp quyền cước tiên đế, tứ trọng. Tiếp tục mặc kệ, nếu không xử lý tốt thật sự sẽ biến thành tình huống như cửu châu, lão đại, trận này không thể không tiếp. Không, chúng ta đều biết, từ lúc hắn lên đây. Đại trưởng lão trọng lão, tu luân hồi pháp tiên đế, lục trọng. Chiến tranh đã bắt đầu. Phù, cho dù đối phương chỉ có một người lần này ta sẽ không thua